đầu clip ngày hôm nay, anh Bẹo sẽ sử dụng con heo đất này để cosplay. Đầu tiên, anh ta đặt con heo đất này xuống sàn nhà. Sau đó anh ta uốn người lại để hóa thân thành Inosuke trong bộ phim Thành Gươm Diệt Quỷ. Cosplay xong, anh Bẹo liền cho ngay con heo đất vào mồm để thưởng thức. Và đây là anh Béo đã hóa trang thành con quỷ như bức ảnh trên. Đố anh em biết anh Béo đã sử dụng cái gì để làm cặp sừng của con quỷ kia? Vâng, đây chính là một cặp cánh gà nướng cực kỳ thơm ngon. Cosplay xong, anh Béo liền ăn ngay cánh gà cho nó nóng. Tiếp theo, anh Béo sẽ sử dụng một cây bút để trang trí cho cái bụng của mình. Mọi người có đoán ra được anh ta đang cosplay nhân vật nào không? Vâng, đây chính là chú thỏ, logo của tạp chí Playboy. Úi dồi ôi, đến cả cây bút anh Béo cũng cho vào mồm được kìa. Bỏ tay ông này luôn. Mày bị điên à? Sau đây anh Béo sẽ sử dụng gói bánh này để cosplay. Anh ta sử dụng những chiếc bánh kia dán lên gương mặt của mình. Vậy là anh ta đã hóa thân thành nhân vật trong bộ phim kinh dị Hellraiser. Cosplay xong mà không ăn thì hơi phí đúng không anh em? Hôm nay anh Béo rất là vui mừng vì được fan tặng cho một hộp quà bí mật. Nhưng điều đáng tiếc là anh Béo vừa cà trọc mà người ta lại tặng cho anh ấy một cái máy sấy tóc. Nhưng không sao, không có tóc thì đem đi sấy chim vậy. Tiếp theo anh Béo vẽ lên một tờ giấy được cắt tỉa hình thù như thế này. Sau đó anh ta dán lên đầu của mình để hóa thân thành nhân vật Sasuke như hình bên. Cosplay xong, anh Béo liền nếm thử mùi vị của chiếc bút chì này. Và đây là nhân vật Avatar ăn ở ngoài đời thực được hóa thân bởi anh Béo. Mọi người có thấy anh Béo cosplay giống không nào? Tiếp theo, anh Béo sẽ cắt nhỏ những miếng sô-cô-la này để cosplay. Anh ta đã dán những miếng sô-cô-la hình tam giác lên ngón trỏ của mình. Sau đó anh ta đặt tay lên mũi, make up thêm một tí để hóa thân thành ca sĩ Jisoo của ban nhạc Blackpink. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.